Thảo xin chào lại quý vị đang xem kênh ABC Family Function Vlog của Thảo nha. Ngày hôm nay Thảo muốn chia sẻ đến cùng cả nhà mình cách làm thịt xá xíu. Xá xíu này mình có thể ăn kèm với bánh mì nè, với là ăn dưới mì nước. Mình có thể làm bánh bao xá xíu, ăn kèm với xôi xá xíu cũng ngon lắm. Cách chia sẻ rất là chi tiết ra cái miếng thịt xá xíu rất là thơm ngon. Cách làm thì rất là đơn giản luôn, với công thức rất là dễ làm, và các bạn xem sẽ làm thành công ngay thôi. Nếu như quý vị nào thấy thích món thịt xá xíu này thì Thảo mời vào bếp làm cùng với Thảo nha. Và việc đầu tiên, Thảo sẽ xắt một củ hành tím ra, rồi sau đó mình sẽ bầm nhuyễn ha. Ở đây Thảo sử dụng là 6 tép tỏi, cũng xắt mỏng ra, rồi bầm nhuyễn. Thảo sử dụng một trái ớt cay ha, mình bầm nhuyễn. Cay này thì chạy ra là 10g á. Hành tím băm 25g và tỏi băm là 30g. Về phần thịt á, Thảo sử dụng thịt ba gọi ha, ở đây gồm có 3kg thịt. Mua về và đã sơ chế cho sạch sẽ rồi. Và bây giờ Thảo cắt những cái miếng như vừa ăn như vậy nè các bạn. Khi mà mình làm xong á, mình xắt cho vào trong bánh mì rất là vừa vặn. Bây giờ Thảo cho tỏi và hành tím và ớt vào trong thịt để ướp nha. Thảo cho vào là 2 muỗng canh bột nêm và 4 muỗng cà phê đường, 1 muỗng rưỡi cà phê muối. Tiếp tục là 6 muỗng canh nước mắm ngon. Kế tiếp Thảo cho vào là 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng canh rượu nấu ăn. Rượu vào thịt mình khìa thịt rất là thơm. Đây là 1 muỗng cà phê ngũ vị hương. Và đây là bịch bột gia vị làm xá xíu. Sử dụng là 3 muỗng canh gia vị bột xá xíu này nha. Cái bột xá xíu này lên màu rất đẹp và cái vị gốc của nó thì khá là ngọt, cho nên Thảo nêm nếm như vậy là vừa ăn với gia đình Thảo rồi đó. Bây giờ Thảo sẽ trộn đều lên nha. Thảo sẽ trộn các gia vị thấm đều vào trong thịt ha. Lúc này cái màu xá xíu lên đẹp ghê luôn á các bạn. Giờ thì mình sẽ cho phần thịt vào trong cái thố mũ này nha. Rồi đưa vào trong ngăn mát tủ lạnh ướp ít nhất là 5 giờ thì nó mới thấm vào trong thịt được. Còn không á, thì Thảo ướp qua đêm luôn nha. Bây giờ mình đổ cái gia vị này vào trong thịt luôn. Nào có cái nắp á, thì rất là tiện ha. Rồi mình đậy kín rồi đưa vào trong tủ lạnh. Sẽ gặp các bạn sau. Và lúc này thịt của Thảo được ướp qua đêm á. Thịt rất là chắc thịt khi nó thấm đều gia vị. Thảo bắt cái chảo lên, chảo nóng, Thảo cho vào 2 muỗng canh dầu nấu ăn. Và khi dầu nóng thì mình sắp những miếng thịt vào trong chảo nha. Khi sắp thịt xong vào trong chảo rồi thì mình sẽ chở đều cái mặt dưới lên trên ha. Và những mặt thịt còn lại mình cũng chở tương tự như vậy nha các bạn. Miếng thịt đó nó săn chắc đều nha các bạn. Khi Thảo đã chở đều 4 mặt rồi thì Thảo cho cái phần nước sốt gia vị á, mình cho vào hết luôn ha. Tiếp thì Thảo cho vào là 700ml nước dừa. Có thể sử dụng nước dừa hộp nha. Và tiếp tục cho vào là 1 muỗng canh đường phèn. Và sau cùng tất cả gia vị mình cũng đã cho vào hết rồi ha. Và mình cũng sẽ chở đều những miếng thịt để cho nó chín đều nha các bạn. Các bạn có nắp thì đậy lại, mình sẽ hầm chín sẽ nhanh hơn. Và để khi thịt này thì Thảo làm khoảng tầm 1 tiếng rưỡi. Bạn thấy cái nước sốt nó cạn xuống như vậy là thịt nó cũng đã chín hết rồi đó. Thịt ba gọi nó nhanh chín lắm. Rồi sau khi thịt nó đã chín rồi, mình để nguội và cho vào trong ngăn mát tủ lạnh. Thì khi lấy trong tủ lạnh ra thì thịt nó cứng và dễ sắt. Thì Thảo đem ra từ trong ngăn mát tủ lạnh nè. Thảo sắt ra cho các bạn xem nha. Miếng thịt rất là săn chắc và ngon lắm. Mỡ với da nó bóng và nó trong ngon ơi là ngon.
và cái vị xá xíu này rất là vừa ăn luôn nha. Nó thơm và lên màu đẹp. Và Thảo cắt những miếng thịt như vậy nè, cho vào trong ổ bánh mì á, là vừa vặn luôn á. Thảo làm nước sốt bánh mì nha. Cái chén đó Thảo có là 1 muỗng canh bột năng và 4 muỗng canh nước. Mình trộn đều rồi sau đó mình cho vào nước sốt thịt này nha. Rồi mình khuấy đều lên để cho cái nước nó sền sệt lại. Mình đổ vào trong bánh mì rất là ngon. Vì Thảo đã nêm nếm như vậy, bây giờ cái nước sốt rất là vừa ăn luôn. Các bạn có thể nêm nếm lại theo tùy khẩu vị ăn nhà các bạn nha. Và kế tiếp Thảo cho hành lá vào nè. Rồi mình cũng trộn đều lên ha. Và mình sẽ nấu cho sôi lên một chút rồi mình tắt lửa. Bởi vì lúc này cái bột năng mình cho vào nó cũng đã chín rồi đó. Giờ Thảo nêm thử đây. Và Thảo thấy rất là vừa ăn luôn. Nêm cái vị mặn nhẹ một chút. Vì khi mình cho nước sốt vào trong bánh mì á, xịt thêm miếng nước tương nữa mới ngon. Và Thảo xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà mình đã xem. Nếu như thấy thích video của Thảo thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chúc quý vị làm thành công. Thảo xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau.